Namaste, chào mừng các bạn đã trở lại với các bài tập cùng Hằng Nga. Hôm nay Hằng Nga sẽ hướng dẫn các bạn 5 bài tập giúp chúng ta tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe của mình trong mùa dịch. Và nếu bạn muốn rằng ngày nào cũng nhận được các video bài tập của Nga, hãy nhớ bấm đăng ký kênh trên kênh YouTube nhé. Và đừng quên theo dõi trang fanpage Nguyễn Hằng Nga Yoga. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng rồi, ta sẽ trở về với bài tập. Ta sẽ đến với bài tập đầu tiên, đó là tư thế ngồi hít thở. Bạn sẽ ngồi trên thảm, sát mông của mình xuống, cuộn xương cổ, cuộn vai ra sau, đẩy ngược lên, giữ lưng thẳng, hai tay chúng ta đặt trên gối, thủ ấn Simpura, ngón trỏ cuộn dưới ngón cái. Hãy từ từ nhắm mắt lại, tập trung vào hơi thở, hít vào thật sâu, tròn căng bụng lên, thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Bạn sẽ thực hiện bài này ít nhất trong 5 hơi thở. Và sau đó hãy từ từ mở mắt ra. Là bài tập đầu tiên. Bài tập này sẽ giúp các bạn tăng cường oxy cho cơ thể, giúp chúng ta có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn, hệ tuần hoàn khỏe mạnh hơn, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe mùa dịch. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập thứ hai, đó là bài tập tư thế chiếc ghế. Nào hãy trở về được thẳng trong tư thế trái núi. Hai chân của bạn chụm sát lại. Hít vào, vươn hai tay lên. Đẩy hông ra sau. Bạn hãy nhớ cuộn xương cụt của mình là giữ lưng thẳng, hai tay vươn lên đầu, lòng bàn tay hướng vào nhau. Bạn hãy chú ý nào, đầu gối của chúng ta không vượt quá mũi chân. Hãy siết cơ bụng, siết cơ đùi. Bạn sẽ giữ trong tư thế 5 hơi thở. 5 hơi thở nhé, hãy nhớ siết cơ đùi của chúng ta lại, siết cơ bụng. Và sau đó thoát thế. Chúng ta sẽ đến với bài tập thứ ba, đó là tư thế trường tấn vặn. Nào, trong tư thế trái núi, bạn sẽ bước chân phải của bạn về phía sau. Hãy kiễng bàn chân phải của chúng ta lên vuông góc với thảm. Bàn chân trái phía trước của chúng ta cũng vuông góc với thảm. Hai tay chắp lại trước ngực. Nhớ là hai chân của chúng ta trên một trục mở rộng bằng hông nhé. Hít vào, từ từ cài trỏ tay phải lên đầu gối trái, đẩy ngực của bạn lên. Rồi chúng ta vặn người. Và bạn cũng sẽ giữ trong tư thế này trong 5 nhịp thở nhé. 5 nhịp thở. Rồi và sau đó chúng ta thoát thế, bước lên. Hãy luôn nhớ đổi bên nào. Bước lùi chân trái của chúng ta về phía sau. Hãy nhớ kiễng bàn chân trái phía sau vuông góc với thảm. Cẳng chân phải phía trước cũng vuông góc với thảm. Hai tay chúng ta chắp lại trước ngực. Hít vào, thở ra cài trỏ tay trái lên đầu gối phải. Nào hãy siết cơ bụng của bạn lại, siết cơ đùi. Chia đều trọng lượng cho hai chân để chúng ta giữ thăng bằng. Giữ trong 5 hơi thở. Rồi, và sau đó chúng ta thoát thế. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập thứ tư nhé. Bài tập thứ tư đó là tư thế vặn người. Trong tư thế ngồi, bạn co chân trái của bạn vào sát mông bên phải, tiếp tục nhấc cẳng chân phải lên để sát vào đầu phía đầu gối trái. Hãy nhớ là cái lòng bàn chân phải của chúng ta là luôn luôn úp xuống thảm nhé, chúng ta không ngửa lên. Rồi tiếp tục bạn chống tay phải ra phía sau người cách mông tầm 1 ngón tay. Nếu các bạn người mới mà chúng ta khó trong tư thế chống tay này, bạn sẽ chống tay của mình lên viên gạch nhé. Rồi tay phải chống phía sau, tay trái cài trỏ tay trái nâng ngực đẩy ngực lên, cài lên đầu gối phải, vặn người sang bên phải. Rồi các bạn cũng sẽ giữ trong tư thế này trong 5 nhịp thở. Tập trung vào hơi thở và hít thở sâu, hít thở đều. Rồi xoay người về phía trước, ta đổi bên nào, co chân phải sát vào đầu gối trái,
Tiếp tục nhấc cẳng chân trái lên để sát đầu gối phải. Hãy chú ý lòng bàn chân trái của chúng ta luôn luôn úp xuống thảm, tay trái chống phía sau người. Nếu căng các bạn hãy chống lên viên gạch, hít vào cài trỏ tay phải lên đầu gối trái, đẩy ngược lên thẳng lưng rồi vặn người sang bên trái. Và cũng sẽ giữ ở đây trong 5 nhịp thở nhé. Hãy nhớ tập trung vào hơi thở. Rồi và chúng ta thoát thế. Ta sẽ đến với bài tập cuối cùng, đó là tư thế nằm gác chân. Nào, bạn sẽ nằm xuống, hãy kiếm cho mình một bức tường. Chúng ta sẽ nằm và bạn sẽ gác chân của bạn lên tường. Nào, bạn hãy chú ý nào, cái mông của chúng ta là nó sát vào cái góc của tường nhé, sát mông của góc tường. Nằm thoải mái, thả lỏng toàn bộ cơ thể, sát hai vai xuống thẳng toàn bộ cơ thể, hai tay ra ngang, lòng bàn tay sấp. Bạn thả lỏng trong tư thế này trong ít nhất là 5 hơi thở, hoặc bạn có thể nằm lâu hơn. Tư thế này để giúp các bạn hoàn toàn thư giãn tinh thần, giúp bạn phục hồi nguồn năng lượng. Rồi chúng ta thoát thế. Chúng ta cùng luyện tập bạn nhé. Hằng Nga xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo. Namaste.